Là rằng là giọng lề lối hạng sang của di sản dân ca quan họ cổ và cũng thuộc vào hàng giọng khó chơi nhất. Là rằng lắm lối, nhiều đường, trúc chắc, lái lắt liên tục nên không phải bây giờ mà từ xưa đã rất hiếm người luyện thành công lối chơi khô, khó, khổ này. Trong cây ngát thì là nó từ cái cây ngát người ta lên nhà mình chơi thì lại hát cách đón chào, thì hát hết đón chào rồi đổ đi đám hỏi đám mẹ thì cứ hát đầu tiên thì là la giang chứ có thế thì đấy. Cụ Ngô Thị Nhi, một trong 6 nghệ nhân quan họ được Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phong tặng là Di sản Nhân văn sống năm 2004. Nhưng các nghệ nhân được vinh danh cùng đợt với cụ đều đã trở thành người thiên cổ. Chỉ còn cụ Nhi là báu vật nhân văn sống duy nhất còn sót lại. Đại khai có thế rồi. Tôi có hát một bài thì tiên xa cho quẩy trần chơi cho các cậu nghe nhé. Tiên xa xuống quẩy trần thì ha chơi này hội ha la về ôi hừ lại ha nhớ mây nơi nơi em dưới ở dưới trần hoàn gạch hoa mây. Ở làng Diềm có 9 xóm thì có tới 10 bọn quan họ, đứng đầu mỗi bọn là một ông trùm hoặc bà trùm. Trùm là người có hiểu biết rộng, có uy tín trong giới quan họ, sẵn sàng dùng nhà cửa của mình làm nhà chứa các bọn quan họ đến luyện tập và đón bạn. Đây là ngôi nhà chứa quan họ có niên đại hàng mấy trăm năm duy nhất còn sót lại trong làng. Cũng lâu đời rồi, 3 đời rồi. Ông đẻ nhà bố chồng tôi chứa cho ông bố chồng tôi chơi, đến bố chồng tôi chứa cho chồng tôi chơi, em tôi chơi, con cái cụ chơi. Thế còn bây giờ đến tôi thì tôi cũng lại cứ thích cái nghề này, tôi cũng cứ chứa mãi. Chứa thì cứ đến học hát. Người đi trước thì dạy, người đi sau. Khách đến chơi, nhà đã chơi, nhà đốt than dầu mà qua hạt nước mây pha trà, em mời người sưởi là chén có trà này quý vị, quý vị đôi. Lời ca khách đến chơi nhà như là sự mời gọi của chủ nhân ngôi nhà chứa quan họ, mong muốn được đón các bạn quan họ đến ca. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, cụ Khu vui nhất là những lúc ngồi cùng các bạn quan họ già, uống nước, trò chuyện tâm sự và ôn lại những kỷ niệm nghề chơi quan họ cổ xưa.
vui mà lại có ông cái chỗ là thẹn thò thì chết thẹn thò chết thì anh em xấu hổ có chào có hỏi rồi còn lại còn phải nấp đi ngó ngó dòm không nói xấu hổ không chửi dám chào cái lúc mà con gái chưa có con chơi bời thì ham lắm rằng thì cười rằng thì nói rằng thì hát rằng thì học cơ mà mới vui cái tối đấy là muốn đi rồi mong cho làm gì tối đó là muốn đi xong học. Rồi mong cho tắm giặt xong là đến nhà chưa Hi-ya, tình là chốn thì có hiểu tình thơ ngâm là ngâm ngoài lái cũng có vô bình là vô bình giải trí trong khoang mà mê thế đấy mà lại thế này nhá, mê đến nỗi là đập lúa giã gạo xong đến độ 9 giờ 10 giờ bắt đầu lại đi bộ từ đây ra xin hát cho đến 4 giờ sáng lại đi bộ về nhà đấy, không có tiền nong gì mỗi năm làm gì có cái gì đấy, thế mà tích cực mà mê như thế đấy, mê về câu hát, tiếng câu hát càng về đêm lại càng tiếng câu khoăn khuyu thắm thiết nghe nó không có con tiếng động gì nghe thích lắm, mê lắm. Nên tôi rất là mê nhá, coi như có hôm tôi mới lấy nhà tôi đấy, về hai vợ chồng ở riêng thì ở cái nhà này, tôi mấy hôm tôi không nhớ là cái chữ là quán bao đấy, tháng đợi năm chờ đấy không nhớ được cái chữ ấy, thế mà hôm ấy đang vào cơm một miệng thì nhớ lên cái chữ ấy, đặt bát cơm đứng hát, ông nhà tôi bảo thế mình có thần kinh không đây, đang ăn lại hát, mà bây giờ mấy hôm mới đợi bỗng tự nhiên nhớ được cái chữ này. Nghề chơi quan họ cổ nơi đây gắn liền với huyền thoại con gái vua Hùng. Xưa kia đã giáng hạ xuống nơi này, dạy dân trồng dâu và ca hát. Từ đó quan họ đầu tiên của Bắc Ninh ra đời và lan tỏa ra khắp 49 làng quan họ cổ xứ Kinh Bắc. Muốn chưa quan họ Bắc Ninh, muốn tìm tích cũ đến làng Diềm Thôn, thì tổ quan họ làng ta những lời ca sướng vua bà đặt ra. Xưa kia nam nữ trẻ già, ai mà ca được ắt là hiển vinh. Ngẫm xem các giọng cho tinh, ai mà ca được hiển vinh trên đời. Hừ la kính chúc mới nhời, lai rằng xếp đặt ở nơi ý mình. Tình trang bản lan ô tình, gạo ngang gạo dọc thêm sinh cái hừng. Cho đến nay, quan họ cổ không còn xa lạ với chúng ta nữa. Nhưng để biết trong 49 làng quan họ đâu mới là cội nguồn quan họ cổ, thì chính những dấu vết cũng như những giá trị ngàn xưa dường như vẫn còn rất đậm nét. Không gian văn hóa của làng Diềm thực sự là không gian văn hóa của làng quê quan họ. Rất khác biệt so với những làng quê khác, những bậc nghệ nhân hay các liền anh, liền chị trong làng, những nghệ sĩ chân đất, áo vải, quanh năm ruộng đồng, nhưng lại có giọng hát hay, đúng quy tắc, vang, rền, nền, nảy. Không liền anh, liền chị nơi nào sánh kịp. Đôi ba người sinh có lịch ngồi ca ơi à bên ấy. Có là mây kia này ôi hà lá kia ơi này nói nằm lá ô sông tình bằng như nói bảy làng là... Có lẽ cũng chính vì kỹ thuật hát quan họ không nơi nào sánh kịp đó mà làng Diềm luôn là điểm đến của những nghệ sĩ quan họ chuyên nghiệp hay những liền anh, liền chị chuẩn bị vào nghề ca hát quan họ. Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Thị Hoan, khoa diễn viên quan họ, trường Cao đẳng Nghệ thuật Bắc Ninh về thăm và học lối chơi của những câu ca quan họ từ các cụ nghệ nhân cùng thế hệ liền anh, liền chị kế cận. Các cô có thể cho con ghi thêm một câu hát quan họ cổ về làng ta được không ạ? Thế bây giờ thì cháu đây ngồi tại đình của làng Diềm đây. Vâng. Thì bây giờ các cô có hát cho cháu nghe một câu là
chúc mừng thượng đẳng Tố Linh nhé. Vâng. Để có thể hiểu biết được cái tinh túy, tinh hoa của lề lối quan họ Cổ, có thể ca mượt mà, ngân nga, nhấn vuốt từng chữ, sao cho đúng kỹ thuật, vang, rền, nền, nảy. Các liền anh, liền chị lớp kế cận như chị Hai Sang, chị Hai Thềm đã tranh thủ tìm đến các cụ nghệ nhân xin trò chép và học những làn điệu quan họ Cổ. Bước sang tuổi 93, cụ Nhi đã yếu nhiều, đi lại cũng phải nhờ đến chiếc nạng. Có cái nhớ, có cái quên, nhưng mỗi lúc có các liền anh liền chị đến học quan họ Cổ, cụ dường như khỏe ra, những câu quan họ trong dạ cụ lại nhớ bung ra hết. Anh mấy hai ơi, 36 cái giọng cổ thì chúng tôi học thực sự bây giờ là cũng còn độ vài ba giọng nữa, mà là mình chưa tiếp ứng được hết. Vì các cụ bây giờ tuổi cao, các cụ hát là nó cứ phèo phào, mình nghe nó khó lắm. Thì tất nhiên chúng tôi vẫn đang cố gắng để gìn giữ lấy nghề. Chính vì như thế mà mình tiếc là tiếc cái công các cụ mày mò học hành bao nhiêu năm. Thế mà bây giờ bỏ đi mất thì nó phí quá. Quyết giữ nghề chơi quan họ của vua bà và các cụ ngày xưa dày công gìn giữ. Từ năm 1994, câu lạc bộ quan họ Viêm Xá được thành lập. Quy tụ đủ năm bọn quan họ, câu lạc bộ định hướng chơi theo lề lối quan họ Cổ với tổng số hơn 200 câu hát mẫu mực, điệu nhấn nhá, luyến lấy ca từ theo lối tự sự với cách dùng ngôn ngữ cổ dân gian. Cứ như vậy, thế hệ các cụ nghệ nhân truyền nghề chơi quan họ Cổ cho lớp liền anh liền chị kế cận, và cũng với cách truyền khẩu đó, họ lại truyền dạy cho thế hệ thanh thiếu niên trong làng. Em thuộc khoảng 50 bài quan họ. Trong các bài quan họ thì em thích nhất là bài Ngồi tựa song đào. Hỏi người là người chỉ kỹ cũng có ra vào, là ra vào có Tây Vân Vương hư lao hư. Hy vọng dưới sự hướng dẫn truyền thụ của những nghệ nhân quan họ, rồi đây quan họ sẽ có được những lớp trùm quan họ mới, giữ gìn được ngôi nhà chứa quan họ và kế tục nghề chơi truyền thống của ông cha. Chuông vàng gác nghi cửa ấy, này có mấy tàng này ở tam quan là đêm mía nằm là nằm xong tôi thương.